为你唱这首歌，没有什么风格，它
静静代表着，我希望你快乐，为你辗转反侧，为你放弃世界又何不可，夏末秋凉里带一点温热，有换季的颜色。好想住你隔壁，下站在你家楼下，弹起都属于你。如果站在你出现一家跳进，我会唱歌给你听。拿宝多盆水往下淋，往下淋，往下淋。夏天快要过去，请你少买冰淇淋。天冷就别穿短衣，别再那么淘气。Yeah. 如果有时不那么开心，我愿意将菠萝蜜借给。其实明白我心意，为你唱这首歌，没有什么风格，它轻轻代表着，我想给你快乐，为你解冻冰河，为你做一只扑火的飞蛾，没有什么事情是不值得。为你唱这首歌，没有什么风格，它轻轻代表着，我希望你快乐，为你辗转反侧，为你放弃世界又何不可，夏末秋凉里带一点温热，哒哒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 ，为你解冻冰河，为你做一只扑火的飞蛾，没有什么事情是不值得。为你唱这首歌，没有什么风格，它仅仅代表着，我希望你快乐，为你辗转反侧，为你放弃世界又何不可，夏末秋凉里带一点温热，有换季的颜色。Why am I so cool, man? tháng 9 âm lịch, là tháng tốt,
hai cháu cũng qua thời gian quen biết nhau và tìm hiểu nhau, rồi cuối cùng đi đến hôn nhân và được sự đồng thuận nhất trí của hai bên gia đình, nên đã chọn ngày hôm nay để hai họ tổ chức buổi tiệc, buổi lễ tân hôn, thành hôn cho hai cháu. Còn nhà trai chúng tôi hôm nay là mang sính lễ qua đây để chính thức xin phép được cưới con gái gia đình anh chị. Thì nhà trai chúng tôi để làm dâu Thảo ở Hiền. Nhà trai chúng tôi hôm nay mang theo sính lễ qua đây là gồm có chậu cao, đủ trà, 6 mâm quả gồm bánh trái, 3 quả trái cây thảo hạt. Và cùng với kèm theo đó là có thêm mà 30 triệu tiền kim, gọi là tiền trả số nữ trang để dâng lên phú quyền tổ tiên để ông bà nhà đây chứng giám ngày vui ngày trọng đại của hai bên gia đình. Nó hôm nay là ngày trọng đại, ngày hạnh phúc nhất của hai bên rồi. Và đồng thời cũng là cái ngày trọng đại để hai bên gia đình kết chặt tình thông gia với nhau. Cuối cùng tôi xin chúc sức khỏe tất cả. Kính thưa bà chị hai họ ha, tôi bây giờ là Lý Phú xin được đại diện cho bên nhà gái để mà chứng kiến cái buổi lễ thành hôn cho hai cháu. Rồi, trai đứng lên có vợ, gái đứng lên có chồng, đó là chuyện hết sức bình thường rồi. Thì bên nhà gái cũng chấp nhận cái sự đón tiếp của bên nhà trai đến đây để mà cưới dâng. Một lần nữa thì tôi cũng xin rất là cảm ơn bên nhà gái, bên nhà trai dành chút thời gian đến đây để mà dự cái buổi lễ ngày hôm nay. Thì trước tiên nhá, tôi muốn nói rằng là ở đây ai sống cũng có cội có nguồn hết. Ở trên thì có ông bà tổ tiên, dưới thì có người dưới thì cháu chắc nữa. Thì nên là bây giờ xin mời bên đại diện bên nhà trai xin rất là cùng với lại là anh xuôi đây để thắp nhang ông bà tổ tiên chứng giám cái ngày buổi lễ cô cháu mình đã thành hôn đó. Bây giờ mời anh lên. Rồi dạ hai cụm con lấy 20 rồi rồi cho xin cái bắt tay hai cưa rồi hai cưa xin bắt tay hai cưa rồi ai đã ai chẳng đi sau nát thiên chi thiên mi đã hành chi. Xin ai
Tan thì đúng không? Nhưng mà nó không thuộc vậy. Con nhờ con. Con biết ai nhìn thì lắm. Thôi giờ mà không nói nhiều được. Cho nó nghẹn món được. Rồi, mẹ về chỗ bị chiến. Lắc rồi lên miếng áo bây giờ đó. Rồi, có lắc rồi lên miếng áo bây giờ. Đó thì cô dâu là đây và chú rể là đây. Đó, thì cho nên là cũng xin ra mắt hai họ để hai họ cùng biết với nhau. Đó, cũng như là hai anh xui cũng đã cùng kết chặt cái tình chúng ta rồi. Đó, thì giờ đó, phần kế tiếp là phần mình trao quà. Hay vật đầu tiên đi ha, cho phép tôi đi là chứng kiến các cái quả vật lễ vật đó của bên nhà trai đi qua, cho nên là giờ cho phép tôi chứng giám cái lễ vật đó. Bây giờ đầu tiên là anh, rồi bây giờ đầu tiên anh giới thiệu đi, rồi quả gì? Tôi dẫn chứng kiến nha. Rồi một cái rồi. Chất lượng cao à, tại bây giờ mình hiện đại quá, một số các cái quả mình nhìn thấy rồi. Một số các quả nhìn thấy rồi. Chứ quả loại kia tròn tròn kia thì chưa tôi chưa nhìn thấy. Đây là trái cây ngũ quả. Rồi ok. Trái cây ngũ quả rồi. Anh thấy sao? Anh có đồng ý không? Rồi. Trà, rồi cái này là trà, có trà chứ, cao ha, rồi trà cao ở đây, cao ở đây, rồi cao ở đây, cao ở đây là đủ, rồi đủ, rồi cao đủ, đây là sâm hỉ của người Hoa đó, đúng rồi, đây là trầu cao này, cái này là quan trọng nhất là trầu cao ngày hôm nay là lễ vật á, đầu tiên thì giờ lễ vật á thì tôi đã đồng ý chấp nhận cái lễ vật của bên nhà trai đi qua, nhưng mà như là tôi thấy hình như còn thiếu thiếu gì không? Đây quan trọng, cái này quan trọng. Sao mọi người nhạy cảm quá ha, mọi người hết sức nhạy cảm hơn tôi mới chỉ nói thiếu thiếu cái gì chứ tự nhiên cái này là tiền trả. Bây giờ anh chị đó khi chấp nhận quả lễ vật rồi ha, cũng như là các cái xính lễ đã đi bên nhà trai đi qua, thì cái phần này là cái phần mà anh chị đồng ý không? Đồng ý thì nhận đó. Em tại nó con hạnh phúc được rồi, ăn còn cái gì cũng được, cả cha nó không được. Đừng nói kệ ảnh, đừng nói kệ ảnh. Nhưng mà điều có cái là gì nè, lễ vật em là dễ chịu lắm, cái việc được làm lễ mà hạnh phúc là được rồi. Rồi làm lễ mà thì mình phải có thứ tự này, để làm của mà không có nói chuyện đồ luôn. Rồi đó giới thiệu ra thì thôi, lát rồi mới mình sử dụng. Rồi tiếp theo là gì nữa? Rồi chính là căn cước luôn, chút xíu nữa mình mới làm lễ cho con dâu. Rồi ok, rồi ok, mở ra luôn đi, mở luôn đó, để lát rồi làm lát rồi mình cũng sẽ sử dụng. Rồi mở ra luôn cho mọi người xem. Rồi đó, đúng rồi đó. Rồi ok, lấy ra mình kia hình chưa? Rồi kính thưa bà con cô bác anh họ, xin lễ của bên nhà trai đã đi qua, thì nhà gái tôi nhất trí để mà tìm một cái gì để mà làm cho cô dâu. Giờ đó xin mời bên nhà trai mình đó, nhất là mẹ chồng, là mẹ chồng là người mà sau này gần gũi nhiều với con dâu nhiều lắm, nên cho nên là mẹ chồng có ý gì nữa hay không thì xin ra trao quà để tặng cho cô dâu mình. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
mặt cho nhà gái anh chị đây chắc giờ không nói nổi đâu. Nói là khóc à. Thì đó bây giờ chị sắp sửa khóc rồi. Tôi cũng mong nhà trai của mình á thương yêu con gái mình, thương yêu con của mình giống như nhà gái đã từng thương yêu. Thôi mong thôi đừng khóc. Đó thì tôi chỉ có một lời đại diện cho nhà gái nhắn nhịn lời cho nhà trai là thương yêu con gái của tôi giống như tôi thương yêu con gái tôi. Anh chị có đồng ý không? Rồi đó, rất là vui là khi anh chị chấp nhận cái lời nói. Rồi bây giờ để tiếp tục chương trình ha, giờ xin mời bên nhà trai đi. Đầu tiên bên nhà trai là chị mẹ chồng sẽ cho những cái nào hai con trong. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
舍得与对画面全被颠簸，你的眼中只有我，我轻轻地尝一口你说的爱，我还在回味你给过的温柔，我轻轻地尝一口这香浓的诱惑，我喜欢的样子你都有，我轻轻地尝一口你说的爱，我舍不得吃会微笑的糖果，我轻轻地尝一口分量虽然不多，却将你的爱完全吸收，我轻轻地尝一口你说的爱，我还在回味你给过的温柔，我轻轻地尝一口味道香浓的说，我喜欢的样子你都有，我轻轻地尝一口你说的爱，我舍不得吃会微笑的糖果，我轻轻地尝一口分量虽然不多，却将你的爱完全吸收，世界那么的大，我们那么小，走进彼此的难得，你知道。麻烦你别走得太快，好不好？身后的小尾巴真的跟不上。这世界的美好那么小，你一个微笑，世界没了心跳。你有点慢，你在我身后唱。实现我们最初的小小心愿。
走几米子的难得我知道，麻烦你再走快一点好不好，身后微笑一把怎么跟不上，这世界的美好那么少，我一个微笑世界天黑了。Gracias.
Rồi, mời ba đến là luôn bạn. Rồi, các thầy là ông còn cái thứ hai bạn cái thứ hai cô bạn ba. Không không không, phải là 4-7 năm. Ông ở đây. Ở đây tôi đại diện chúc cho vợ chồng tôi luôn. Chúc gia làm ăn phát triển. Dạ, cảm ơn. Trước của bà cô. Cái này á là của bà cô. Nhưng mà trước khi bà cô là có dặn lời má là son lớn là phải cho son. Bây giờ mới thay mặt bà cô phải cho son. Khóc. Ngày vui không có điểm cho. Rồi bữa ba đứng lên luôn ba ơi. Cảm ơn. Cô dặn đó, lại là son lớn là phải cho son. Giờ son đã lớn rồi, giờ má trao lại cho son. Ba mẹ đứng lên luôn ba mẹ.音乐可不打折了，冷气和三节风快学着了，他
抬着头看着云，吹着风哼着歌，我才起疑呢。但是我也不容易，考了整个年级的倒数第一。对不起，我下一次一定努力。就像这样，我今天要练琴。什么的都去死吧，我要回家做我的梦想。就算风会很大，浪会很大，但我有力量。学校不让留头发，哭得掉渣，还告诉爸妈，你的孩子太差，管不了啦，回家种田吧。去死吧，我要回家做我的梦想。就算风会很大，浪会很大，但我有力量。学校不让留头发，哭得掉渣，还告诉爸妈，你的孩子太差，管不了啦，回家种田吧。Till the day I die, I'll
love you. I'll be by your side till the day I die. I'll be waiting till I hear you. Yeah.
xin cảm ơn đôi bạn cùng với đoàn hành trình dưới với cô điệu Trung Quốc đã mở đầu cho buổi lễ chúng ta thêm tâm trọng hơn. Xin cảm ơn những tràng pháo tay của tất cả quý vị. Xin hân hoan chào đón tất cả quý vị đến dự tiệc mừng lễ thành hôn của chú rể Cẩm Toàn và cô dâu Bích Nam. Và lời nói đầu tiên thì cho phép Phạm Thánh xin được phép thay mặt cho ban giám đốc cùng toàn thể nhân viên của trung tâm tổ chức sự kiện cuối đây bằng ba lá xin gửi đến toàn thể quý vị khách quý lời chào mừng nồng nhiệt nhất. Và chúng tôi cũng xin chân thành cảm ơn sự hiện diện vô cùng quý báu của tất cả quý vị đến đây để chúc mừng niềm hạnh phúc của hai gia đình cũng như để chúc phúc trọn tình yêu của đôi bạn trẻ. Kính thưa quý vị, hôm nay ngày 5 tháng 11 năm 2023 được sự chấp thuận của hai bên gia đình đã chọn ngày này là ngày chính thức làm lễ thành hôn cho chú rể Cẩm Toàn và cô dâu Bích Na. Và đó cũng là lý do mà chúng ta cùng có mặt trong buổi tối ngày hôm nay. Và kính thưa quý vị, tiệc mừng lễ thành hôn chúng ta ngày hôm nay chỉ thực sự ý nghĩa và vô cùng thiêng liêng khi có sự nhiều nhất và chứng kiến của ông bà cha mẹ cũng như thế hệ người đi trước. Trong tinh thần đó, giờ cho phép chúng tôi xin được giới thiệu hai bên gia đình. Về phía họ nhà trai, chúng tôi xin trân trọng giới thiệu ông bà Trần Vũ Quang là song thân của chú rể. Và về phía họ nhà gái, chúng tôi xin trân trọng giới thiệu ông bà Ngô Minh Hạnh là song thân của cô dâu. Xin mời đại diện hai gia đình chúng ta cùng tiến lên lễ đài, một tràng tay thật lớn để chào đón hai bên gia đình. Và kính thưa quý vị, và giờ đây thì Phạm Thánh xin mời tất cả quý vị chúng ta cùng hướng về lối đi chính của tiền sản cưới cùng chào đón và chúc mừng đôi uy ương đẹp nhất hôm nay. Chú rể Cẩm Toàn Sánh Nhiên cùng cô dâu Bích Na đang tiến lên đầy hạnh phúc. Cô dâu và chú rể chúng ta lên đỉnh đài hạnh phúc thật là tuyệt vời. Giờ đây cho phép cô dâu chú rể và họ nhà trai, họ nhà gái xin gửi đến toàn thể quý vị khách quý cũng như bà con thân thuộc lời chào trân trọng nhất. Kính thưa quý vị, đáp lại tình yêu thương cũng như sự hiện diện của tất cả quý vị đến dự buổi tiệc ngày hôm nay. Và sau đây thì chúng tôi xin trân trọng kính mời ông La Tiểu Cường là cậu của chú rể sẽ đại diện cho hai bên gia đình. Bước lên sân khấu có đôi lời muốn gửi đến tất cả quý vị. Xin trân trọng kính mời ông La Tiểu Cường. Kính thưa quan nhi hai họ, kính thưa toàn thể quý vị quan khách trong buổi tiệc hôm nay, kính thưa quý vị, hôm nay là ngày mùng 5 tháng 11, tức là ngày 22 tháng 9 âm lịch, là một ngày lành tháng tốt. Gia đình chúng tôi có tổ chức buổi tiệc mừng tân hôn cho hai cháu là Cẩm Toàn và Bích Na. Gia đình tôi vô cùng hân hạnh được đón quý vị quan khách. Sự hiện diện của quý vị quan khách là niềm vinh hạnh rất lớn cho gia đình chúng tôi. Trong quá trình tổ chức buổi tiệc có điều chi sai sót hay thiếu sót, xin mời quý vị rộng lòng tha thứ. Xin cảm ơn quý vị. So nervous, I couldn't speak. In that very moment, I found the one, and my life had found its missing piece. So as long as I live for love, you will have it all, you look so beautiful in white. From now to my very last breath, this day I'll cherish. You look so beautiful in white.
tonight. What we have is timeless. My love is endless. And with this ring I say to the world, you're my every reason. You're all that I believe in. With all my heart I mean every word. So as long as I live and love you, we'll have it hold you. You look so beautiful in white. And from now to my very last breath, this day I'll share. Falls in love, we'll let her go. And I won't go down the aisle. She looks so beautiful in white. You look so beautiful in white. So as long as I live and love you, we'll have it all for you. You look so beautiful.
was good to me, but you just made it better. I love the way you stand by me through any kind of weather. I don't wanna run away, just wanna make your day. When you feel the world is on your shoulders, don't wanna make it worse, just wanna make us work. Baby, tell me I will do whatever. It feels like nobody ever knew me until you knew me. Feels like nobody ever loved me until you loved me. Feels like nobody ever touched me until you touched me. Baby, nobody, nobody until you. Baby, it just took one hit of you, now I'm addicted. You never know what's missing till you get it, then you need it. I don't wanna run away, just wanna make your day. When you feel the world is on your shoulders, I don't wanna make it worse, just wanna make us work. Baby, tell me I will do whatever. It feels like nobody ever knew me until you knew me. Feels like nobody ever loved me until you loved me. Feels like nobody ever touched me until you touched me. Baby, nobody, nobody until you. Feels like nobody ever touched me until you touched.